Ngay tại thâm lam ngừng thị xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, Lam Yên Vũ trên người thất thải lòng lân đột nhiên xuất hiện ra biến hóa, trong phút chốc toàn bộ biến thành màu băng lam, sau đó hắn đúng là không có nửa phần dừng lại, Hoàng Kim Long Thường vẫn như cũ dùng thiên phù sở chỉ hướng về Bạch Tú Tú bao phủ tới. Miễn dịch, Bạch Tú Tú trong lòng kinh hãi, mặc dù nàng biết mình thâm lam ngừng thị không thể nào khống chế không nổi Lam Yên Vũ bao lâu, nhưng cũng không nghĩ tới hắn vậy mà có thể hoàn toàn miễn dịch chính mình thâm lam ngừng thị. Cái này sao có thể? Phải biết rằng mình bây giờ cũng là 99 cấp cực hạn đấu la trình độ, cấp độ này cường khống hồn ký có thể hoàn toàn miễn dịch sao? Trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng Lam Yên Vũ mũi thường đã đến trước mặt, Bạch Tú Tú trong tay bằng mà lòng thường bỗng nhiên trước điểm, đồng sang cũng đã muôn vàn đạo thương mang hủy sái mà ra, dùng thiên phù sở chỉ đối với thiên phù sở chỉ, mà lại nàng lại đâm ra trường thương thời điểm, rõ ràng thu nạp phạm vi, không có Lam Yên Vũ mỗi thương phạm vi như vậy rộng mở, nhưng lực lượng lại càng thêm tập trung, nàng bản thân cũng sẽ thiên phù sở chỉ, cho nên rất rõ ràng một kích này mục đích cuối cùng nhất là vẫn là muốn xung hợp lại trung ương nhất hoàn thành công kích, mong muốn ngăn cản biện pháp tốt nhất chính là đối công. Đinh một tiếng, xoan tiếng hót bên trong, Hoàng Kim Long Thường mũi thương vừa vặn điểm vào băng ma long thường trên mũi thương, băng chiều trong nháy mắt liền theo băng ma long thường đầu mũi thương phun ra ngoài. Cùng với lúc đó, thứ tám hồn kỹ thiên ma thôn phệ phóng thích, từng vòng vầng sáng trong nháy mắt đó, giống như Lam Yên Vũ sân trà mà đi. Nhưng cũng ngay lúc này, Lam Yên Vũ trên người lòng lẫn đột nhiên biến thành màu đen, đen như mực màu đen, mà trên mũi thương của hắn lại bỗng nhiên đốt sáng lên trên hào quang rực rỡ. Thiên ma thôn phệ hiệu quả cuối cùng vẫn là có nhất định tác dụng, nhưng lại bị Lam Yên Vũ cưỡng ép chống cự ở tuyệt đại bộ phận, mà liền tiếp theo một cái chớp mắt, Hoàng Kim Long Thương đầu mũi thương đã hào quang nổ tung. Uỳnh một tiếng, Bạch Tú Tú chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng tính bùng nổ năng lượng trong nháy mắt bừa bãi tàn phá, trong lòng tối kêu không tốt, thiên ma thuần vệ trong nháy mắt đó hồi viên, dùng thân thể của nàng làm trung tâm, hóa thành một cái to lớn vòng xoáy. Đem cái kia chính diện mà đến khủng bố lực lượng trùng kích cố gắng sờ đi, nhưng cũng đúng lúc này Lam Yên Vũ quyền trái đã oanh xa, một đạo tứ sắc hào quang bộc phát ra, hóa thành to lớn lôi đình, thẳng đến nàng cái kia thâm miên vòng xoáy tới. Mấu chốt là cái này tứ sắc hào quang cùng với Hoàng Kim Long Thương nổ tung ánh sáng tiếp xuống nháy mắt, cả hai ở giữa vậy mà xuất hiện ra biến hóa kỳ dị. Mặc dù có một bộ phận uy năng bị triệt tiêu, nhưng còn có một bộ phận vậy mà biến thành bảy màu, một đạo thất thải lôi đình trong nháy mắt liền buông xuống tại Bạch Tú Tú thâm huyền thuần phệ phía trên. Uỳnh một cái, trong chốc lát, Bạch Tú Tú chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền đã cảm giác được chính mình dung nhập một cái ấm áp trong lồng ngực. Toàn thân tai tê liệt bên trong, trước mắt cảnh vật biến hóa đã đến một bên. Chiến đấu đã kết thúc, 9 giây vẫn là 10 giây. Để cho ta tính toán, 1 phút đồng hồ là 60 giây, 5 phút đồng hồ là 300 giây. Liền cho ngươi tính 10 giây đi, như vậy, ngươi còn kém 290 giây. Muốn cho ta là thân 290 lần sao? Lam Yên Vũ lúc này cười xấu xa tiếng truyền đến. Bạch Tú Tú lúc này còn là xử tại hồ đồ trạng thái, đại não vẫn như cô có chút trống rỗng, ngẩng đầu nhìn lúc đó phát hiện ra mình cùng Lam Yên Vũ đã lúc trước va chạm một bên khác, nàng căn bản không có chú ý nghe Lam Yên Vũ đang nói cái gì, một mặt giật mình nhìn xem hắn. Ngươi lúc nào thì có thể sử dụng thiên địa kiếp rồi, cái này sao có thể? Lam Yên Vũ cười hăng hắc rồi nói, nhà đầu ngốc, đó không phải là thiên địa kiếp, có cái gì không thể nào? Thiên địa kiếp là cái gì? Liên chính là thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, bảy đại thuộc tính xung hợp lẫn nhau về sau sinh ra lôi kiếp. Hắn uy năng chính là thiên địa chi lực, ta vừa mới sử dụng kỳ thật liên chính là nguyên tố lôi kiếp cùng với quang ám thần lôi lẫn nhau kết hợp, nhưng ta hiện tại còn không thể nào hoàn toàn khống chế tốt. Cho nên vô pháp đem hắn uy năng hoàn toàn phóng xuất ra, còn có rất nhiều năng lượng bị lãng phí, mà lại cũng không thể nào hấp thu ra trong thiên địa sức mạnh to lớn tới bùng nổ. Chỉ là ta tự thân trưởng khống nguyên tố một lần bùng nổ, lần đầu nếm thử xin nhiều chỉ giáo. Bạch Tú Tú là biết Lam Yên Vũ đã tổ luyện thành công quang ám thần lôi, cho nên cũng có đường phương diện này chuẩn bị tâm lý. Làm Lam Yên Vũ Hoàng Kim Long Thương bên trên bùng nổ quang ám thần lôi thời điểm, nàng đã làm tốt ứng đối, dùng thứ tám hồn ký thâm uyên thuần phệ tới hóa giải, lại thêm vào thiên ma vũ tới khống chế phản kích, nàng cảm thấy ít nhất là chống đỡ đường vấn đề không lớn. Lam Yên Vũ quang ám thần lôi cũng không thể nào liên tục bùng nổ, nhưng nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới Lam Yên Vũ vậy mà nhường quang ám thần
lôi cùng với tịch diệt thần lôi lẫn nhau kết hợp, từ đó bắn xa cùng loại với thiên địa kiếp uy năng. Trong khoảng khắc đó, nàng mới hiểu được thiên địa kiếp đáng sợ đến cỡ nào. Lam Hiên Vũ này có thể nói là cắt xén phiên bản thiên địa kiếp, nhưng tại thiên địa kiếp buông xuống cái kia một cái trước mắt, nàng chỉ cảm giác rằng mình phảng phất là lại cùng toàn bộ thế giới là địch giống nhau. Nàng rốt cuộc minh bạch lúc trước Trần Vũ Trúc vì cái gì đối mặt với nguyên tố lôi kiếp dễ dàng như vậy, nhất là biến thành thiên địa kiếp liền ngăn cản không nổi. Đây là thật sự khó mà ngăn cản. Trong qua hắn lần thứ nhất nếm thử vậy mà liền thành công rồi sao? Không tính vừa mới không còi như vậy, người chơi xấu, người dùng huyết mạch chi lực áp chế ta, thực lực của ta căn bản là không có phát huy ra. Bạch Tú Tú kịp phản ứng về sau, lập tức kháng vừa nói ra. Mà lại ta không tin ngươi một lần này để có thể dùng ra thiên địa kiếp tới. Lam Minh Vũ cười khổ nói, ta cũng không biết có thể hay không dùng đến, nhưng ít ra có thể dùng ra một bộ phận đi. Ngươi cũng không thể là trời xấu. 290, ngươi muốn cho ta thân nhiều như vậy hạ mới được. Vừa nói thì hắn đàng hoàng không khách khí tại Bạch Tú Tú trên gương mặt xinh đẹp liền hôn ra một cái. Bạch Tú Tú khuôn mặt đỏ bừng, ta làm sao ăn vã, là người chơi xấu mới đúng, người bằng vào huyết mạch ưu thế áp chế ta, sau đó dùng chính mình cường đại nhất năng lực hướng về ta bùng nổ, người mới chơi xấu, mà lại người cùng bạn gái luận bàn còn dám thắng người cầu sinh đây. Ta, Lam Hiên Vũ lúc này nhìn nàng cái kia ửng đỏ khuôn mặt trắng nõn nà, nhưng không được là một thoáng lại hôn một cái. Lúc này thì Bạch Tú Tú còn tại trong ngực của hắn, bị hắn ôm thật chặt, muốn tránh thoát đều thoát không khỏi. Mặc kệ 290 lên dưới, thân đủ là mới thả người, chơi số vô hiệu cầu sinh đều nói sau. Lại hôn tiếp, người chán ghét, mau buông ta ra, bằng không thì ta phải tức giận ngươi. Nửa ngày về sau, Lam Hiên Vũ thật vất vả thoát khỏi ma trường thời điểm, khuôn mặt đã là đỏ bừng, trong mặt đèm sóng mắt là lưu chuyển, đâu còn có sức lực đưa ra kháng nghị. Ngươi, lão bà ta sai rồi, Lam Hiên Vũ một mặt nịnh nọt liền tiến lên phía trước ngoan ngoãn, ai là lão bà của ngươi đi xa. Còn muốn đánh lừa hay không, ta lần này không cần huyết mạch khí tức áp chế ngươi thế nào, vẫn là 5 phút đồng hồ, ngươi có muốn hay không thử lại lần nữa, còn có vừa rồi ta kỳ thật không có thân đủ ra 290 dưới, còn lại ta liền từ bỏ, ngươi đừng nóng sấn, ngươi nhìn ta bao lớn đi. Không đánh, ngươi thật đáng ghét, chính ngươi luyện đi. Bạch Tú Tú đá hắn một cước, nàng hiện tại nơi nào còn có đấu trí, đánh cái gì mà đánh. Ha ha ha, Lam Minh Vũ nhìn nàng cái kia đáng yêu sáng vẻ, nhìn không được ôm lấy nàng lại hôn sâu một cái. Bạch Tú Tú vừa muốn làm bộ muốn đánh, lại xem Lam Minh Vũ ánh mắt đột nhiên trở lên trên có chút buồn vô cớ dâng lên, không khỏi sững sờ. Lam Minh Vũ than nhẹ một tiếng nói, gần nhất trong khoảng thời gian này một mực tại tu luyện, quả thực là có chút tịch mịch, tu luyện địch nhân lớn nhất hẳn là chính mình mới đúng. May mắn có người một mực tại bên người bồi tiếp ta, mất tự nhiên lời, ta thật sự không biết mình là có hay không thể tiếp tục duy trì được. Cảm ơn người Tú Tú, có người thật là tốt. Nghe hắn đột nhiên xuất hiện lời tâm bình, Bạch Tú Tú không khỏi ngẩn người, ánh mắt cũng theo đó trở lên trên nhu tàn. Sau một khắc, nàng cái kia nguyên bản trở lên trên tay liền bị Lam Hiên Vũ nắm chặt, sau đó thuận thế đưa nàng kéo vào ngực của mình. Bạch Tú Tú kẻ sát ở hắn ấm áp ở trong lồng ngực, thấp giọng nói, đúng vậy, trong khoảng thời gian này, người mỗi ngày đều tại tù luyện, ta cũng có chút tịch mịch đấy. Được rồi, tiếp xuống sẽ không, chúng ta cùng đi Thiên Mã Tinh nhìn một chút, cùng xem như buông lỏng một quãng thời gian, chờ sau khi trở về ta hẳn là có khả năng liếm thử thiên địa kiếp tối thể. Lam Hiên Vũ vừa nói, trên mặt đó tắt xa được như mỉm cười, chỉ có điều Bạch Tú Tú không nhìn thấy thôi, tại cái này cầu sinh, lúc này thiếu đi. Hai người vút ve an ủi sau một lát, tu luyện vẫn là muốn tiếp tục. Lam Hiên Vũ chủ yếu nếm thử lên chỉ là đối với quang ám thần lôi vận dụng, cùng với quang ám thần lôi cùng tịch diệt thần lôi kết hợp. Hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy chiến thắng Bạch Tú Tú, một cái là bởi vì Bạch Tú Tú chuẩn bị không đủ, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là hắn cao tính bùng nổ, mà lại đây cũng không phải là ngạch ngói cùng tan chiến đấu. Bạch Tú Tú lòng hiểu thắng có hắn, cuối cùng thì Lam Hiên Vũ bùng nổ công kích thời điểm, nàng kỳ thật cũng không nhất định liền hoàn toàn ngăn cản không nổi, nhưng mà thụ thương là khẳng định. Lam Hiên Vũ thế nào có thể làm cho nàng thụ thương, trực tiếp tự mình xông đi lên nắm nàng kéo ra, nương tựa theo tự thân mạnh mẽ lực lượng phòng ngự thừa nhận lôi kiếp sư ba. Người tiếp xuống dự định luyện thế nào? Bạch Tú Tú hướng về Lam Hiên Vũ hỏi.
La Miên Vũ nói, chủ yếu là quang ám thần lôi vận dụng, còn có lần chính là tại trong vận dụng quá trình bên trong, nhưng hai loại thần lôi xem thấy thế nào có thể tốt hơn kết hợp, tận khả năng tránh cho năng lực lãng phí. Chúng nó dung hợp về sau nếu như có thể sinh ra thiên địa kiếp uy năng, hiệu quả tự nhiên là tốt nhất. Bạch Tu Tu khẽ vuốt cằm nói, kỳ thật thì ta cảm thấy ngươi có khả năng bắt đầu nếm thử một chút từ ngoài vào trong thổ luyện. Ừ, La Miên Vũ lúc này kinh ngạc nhìn nàng. Bạch Tu Tu nói, vừa mới ngươi cái này thiên địa kiếp buông xuống thời điểm, ta có một loại toàn bộ thế giới đều biến thành địch nhân của ta, gạt bỏ cảm giác của ta. Đây chính là thiên địa kiếp mang đến khủng bố uy áp. Mặc dù ngươi nói ngươi thi triển ra cũng không phải thật sự là thiên địa kiếp, nhưng tác dụng vẫn là tương tự, khác nhau chẳng qua là tại năng lượng cường độ phương diện mà thôi. Đã như vậy, ngươi vậy thì ngươi có thể hay không dùng thiên địa oanh kích chính mình đây?